Cảm ơn tất cả quý vị. Đầu tiên, xin cho tôi được gửi đôi lời cảm tạ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn lãnh đạo Jeffries. Tôi rất mong được làm việc với ngài vì lợi ích của người dân Mỹ. Tôi biết rằng giữa chúng ta vẫn còn có những quan điểm rất khác nhau, nhưng tôi biết rằng trong thâm tâm, quý vị đều yêu thương và quan tâm đến đất nước này, và quý vị đều muốn thực hiện những gì đúng đắn. Vì vậy, chúng ta sẽ tìm ra được những điểm chung với nhau. Tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến vị Chủ tịch Hạ viện danh dự Kevin McCarthy. Kevin đã cống hiến hơn 2 thập kỷ cuộc đời để hết lòng phục vụ cộng đồng với 16 năm tại Hạ viện, và khó ai yêu mến và cống hiến cho cơ quan này nhiều hơn ông. Và ông đã giúp chúng ta có được thế đa số như ngày hôm nay. Mức độ ảnh hưởng của ông là không thể kể hết. Và tôi xin được cảm ơn ông vì sự lãnh đạo, tình bạn và sự hy sinh quên mình mà ông và Judy đã cống hiến trong nhiều năm qua. Ông đã giúp dựng xây nên thành quả này, và chúng tôi nợ ông một lời cảm ơn sâu sắc. Tôi muốn cảm ơn đội ngũ nhân viên tận tâm đã luôn hết lòng, hết sức làm việc cho Hạ viện trong thời điểm khó khăn hiện nay. Họ đón nhận những lời khen ngợi một cách cương nghị. Nhưng bà Susan Cole, thư ký của Quốc hội chúng ta, và vâng, tất cả thư ký và nhân viên đều đang hết lòng hết sức làm việc. Đây là một quá trình gian nan, và họ đã đóng một vai trò không thể thiếu trong việc giữ vững nền Cộng hòa, và chúng ta xin tri ân họ vì sự phục vụ đó. Tôi muốn cảm ơn Kelly, người vợ tận tụy suốt 25 năm qua của tôi. Vợ tôi không thể có mặt ở đây do không thể đáp chuyến bay kịp giờ, và điều này xảy ra khá đột ngột, nhưng chúng tôi sẽ sớm tổ chức ăn mừng. Trong những tuần qua, vợ tôi đã luôn quỳ gối để cầu nguyện với Thiên Chúa, và tất cả chúng ta đều như vậy. Tôi cũng muốn cảm ơn đến con cái của mình, Michael, Hannah, Abby, Jack và Will. Tất cả con cái của chúng ta đều chịu thiệt thòi khi là con của các thành viên Quốc hội. Hẳn quý vị cũng hiểu điều này. Và do đó, tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến gia đình quý vị vì những gì họ đã phải chịu đựng trong những tuần vừa qua. Chúng ta đã phải có mặt nơi này khá lâu rồi. Và tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người mẹ trung tín của tôi, Ginny Johnson, người đã sinh ra tôi ở tuổi 17, và các em trai của tôi là Chris và Josh, em gái tôi là Laura và gia đình của họ, cũng như toàn thể đại gia đình của chúng tôi. Ở Louisiana, gia đình là rất quan trọng, và chúng tôi có rất nhiều thành viên trong gia đình. Tôi đặc biệt gửi lời cảm ơn đến tất cả người dân của tiểu bang Louisiana vĩ đại. Chúng ta chưa bao giờ có một chủ tịch Hạ viện đến từ Louisiana. Tôi cảm ơn người dân Louisiana vì đã cho tôi cơ hội phục vụ quý vị trong Quốc hội. Và tôi rất khiêm nhường vì sự ủng hộ liên tục của quý vị. Chúng tôi sẽ khiến cho quý vị phải tự hào. Thưa các đồng viện, tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị vì sự tin tưởng đã dành cho tôi để có thể lãnh đạo Quốc hội trải qua những thời điểm lịch sử chưa từng có như hiện nay. Thử thách trước mắt của chúng ta là rất lớn, nhưng bây giờ là lúc để hành động, và tôi sẽ không khiến cho quý vị phải thất vọng.
thay mặt cho tất cả các dân biểu ở đây, tôi cũng xin thưa với quốc dân Hoa Kỳ rằng chúng tôi luôn lắng nghe quý vị. Chúng tôi thấu hiểu những thách thức mà quý vị đang phải đối mặt. Chúng tôi biết rằng có rất nhiều điều đang xảy ra đối với đất nước của mình, cả về đối nội lẫn đối ngoại, và chúng tôi sẵn sàng bắt tay lại để giải quyết những vấn đề đó, và chúng ta sẽ làm được. Sứ mệnh của chúng tôi ở đây là phục vụ quý vị một cách tốt nhất. Chúng tôi sẽ khôi phục niềm tin của người dân vào Hạ Viện, vào thiết chế trọng yếu và vĩ đại này. Như đã đề cập, bố tôi là một người lính cứu hỏa. Ông từng là phó giám đốc sở cứu hỏa ở Shreveport, Louisiana, quê nhà của tôi, một thị trấn nhỏ ở phía tây bắc Louisiana. Ngày 17 tháng 9 năm 1984, khi tôi 12 tuổi, ông đã bị bỏng nặng và tàn phế vĩnh viễn khi đang thi hành công vụ. Tất cả những gì tôi từng ao ước là khi lớn lên sẽ thành giám đốc sở cứu hỏa ở Shreveport. Nhưng sau vụ nổ vào ngày định mệnh đó, bố tôi đã phải suýt mất mạng, và đó là một chặng đường dài để hồi phục, và nó đã thay đổi tất cả quỹ đạo trong cuộc đời của chúng tôi. Tôi là người con lớn nhất trong gia đình có 4 người con, và bố tôi đã phải sống một cách đau đớn trong quãng đời còn lại suốt nhiều thập kỷ. Bố tôi đã mất vì bệnh ung thư chỉ 3 ngày trước khi tôi được bầu vào Quốc hội. Vâng, 3 ngày. Bố đã rất muốn có mặt trong đêm bầu cử của tôi. Tôi là người tốt nghiệp đại học đầu tiên trong gia đình, nên đó cũng là một điều quan trọng với bố. Vài tuần sau đó, vào đầu năm 2017, đó là nhiệm kỳ đầu tiên của tôi, và tôi phải có mặt trên nghị trường một tối để phục vụ trong tư cách là chủ tịch tạm thời. Tôi đã nghĩ đó là một vấn đề lớn cho đến khi tôi nhận ra rằng đó là những gì mà chúng ta nên làm cho các tân dân biểu vào tối muộn. Và theo trí nhớ của tôi, hôm đó bà dân biểu Jackson Lee đang kết thúc một trong những bài phát biểu dài và hùng hồn của mình. Không phải là tôi không thích thú với bài phát biểu của bà, nhưng khi nhìn lên tòa nhà này, tôi đã thấy khuôn mặt của ông Moses đang nhìn xuống. Và trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy sức nặng của nơi này, lịch sử được tôn kính ở đây, và tương lai mà chúng ta đang được mời gọi để tôi rèn. Và thực sự, tôi gần như đã choáng ngợp vì cảm xúc. Chính vào khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra rằng đã vài tuần trôi qua và tôi vẫn chưa có thời gian để đau buồn về sự ra đi của bố tôi. Và tôi có cảm giác rằng bằng cách nào đó, ông đã biết và tôi đã rơi nước mắt. Khi đó, tôi đang đứng ở ngay đây và tôi đang lau nước mắt của mình. Rồi đột nhiên tôi nhận ra rằng những người xem truyền hình đêm khuya sẽ nghĩ rằng có chuyện gì đang xảy ra với vị dân biểu trẻ mới đến từ Louisiana này vậy. Không phải là do bài phát biểu của bà đâu, xin thứ lỗi. Vào khoảnh khắc đó, tôi chỉ biết rằng bố tôi sẽ rất tự hào về tôi, và tôi cũng cảm thấy như vậy. Và tôi nghĩ rằng tất cả các bậc cha mẹ đều tự hào về những gì mà chúng ta đang làm ở đây. Tôi nghĩ tất cả người dân Mỹ đã từng có niềm tự hào lớn lao về cơ quan này. Nhưng hiện nay, Hạ Viện đang rơi vào tình thế nguy hiểm, và chúng ta phải vượt qua một thử thách trước mắt. Đó là phải xây dựng và khôi phục lại niềm tin của người dân. Đây là một đất nước xinh đẹp. Vẻ đẹp của nước Mỹ đã cho phép một đứa con của người lính cứu hỏa như tôi được đến đây và phục vụ trong khán phòng thiêng liêng này, nơi mà các bậc tiền nhân vĩ đại đã phụng sự trước tất cả chúng ta và cùng nhau nỗ lực xây dựng và bảo tồn những gì mà Lincoln đã gọi. Điều này, tất cả chúng ta đều biết rằng thế giới đang hỗn loạn, thế nên một nước Mỹ hùng mạnh sẽ là điều tốt đẹp cho toàn thế giới. Chúng ta là ngọn hải đăng của tự do, và chúng ta phải duy trì trải nghiệm vĩ đại này về quyền tự quản. Vẫn luôn như vậy, chúng ta mới bước vào cuộc trải nghiệm vĩ đại này được 247 năm. Chúng ta không biết liệu sẽ tồn tại được bao lâu, nhưng chúng ta đều biết rằng các bậc kiến quốc đã căn dặn chúng ta rằng
hãy chăm lo cho thật tốt. Tôi muốn nói với tất cả các đồng phiệt về những gì mà tôi đã nói ra trong nội bộ Đảng Cộng Hòa trong căn phòng họp đó vào tối hôm qua. Tôi không tin là có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Tôi tin vào lời Thánh Thư và Kinh Thánh đã nói rất rõ ràng, Thiên Chúa là đấng nâng đỡ những người có thẩm quyền. Ngài đã vực dậy mỗi người trong tất cả chúng ta, và tôi tin rằng Thiên Chúa đã an bài và cho phép mỗi người trong chúng ta được đưa đến nơi đây vào thời điểm cụ thể này. Đó là niềm tin của tôi. Và tôi tin rằng ngày hôm nay mỗi người trong chúng ta có trách nhiệm to lớn trong việc sử dụng những món quà mà Thiên Chúa đã trao ban để phục vụ người dân phi thường của đất nước vĩ đại này, và họ xứng đáng được điều đó, cũng như để bảo đảm rằng nền Cộng Hòa của chúng ta vẫn đứng vững như ngọn hải đăng vĩ đại của ánh sáng và hy vọng và tự do trong một thế giới đang rất cần đến điều đó. Vào năm 1962, tiêu ngữ quốc gia của chúng ta là chúng ta tín thác vào Chúa đã được ghi khắc lên trên diễn đàn này. Và nếu như quý vị nhìn vào sổ hướng dẫn nhỏ cung cấp cho khách du lịch và cử tri mỗi khi đến thăm Hạ Viện tại trang 14, sẽ thấy lịch sử của việc này được giải thích đơn giản rằng những câu từ này được đặt ở đây phía trên của chúng tôi. Phương châm này đã được đặt ở đây như một lời đáp trả trước ý thức hệ của Liên Xô trong thời chiến tranh lạnh. Ý thức hệ đó là chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa cộng sản, bắt đầu bằng tiền đề rằng không có Thiên Chúa ở trên đời. Đây là một điểm khác biệt quan trọng cũng được ghi rõ trong tuyên ngôn khai sinh lập quốc của chúng ta. Chúng tôi hiểu rõ ngôn từ này với đoạn thứ hai nổi tiếng mà chúng ta từng dạy cho con em học thuộc ở trường, nhưng nay thì đã không còn diễn ra một cách thường xuyên mà đáng ra phải nên tiếp tục. G.K. Chesterton là triết gia và chính khách nổi tiếng người Anh đã từng nói rằng Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới được thành lập dựa trên một tín điều và được liệt kê hầu như rõ ràng về mặt thần học trong tuyên ngôn giành độc lập. Vậy tín điều của chúng ta là gì? Chúng ta khẳng định một sự thật hiển nhiên rằng tất cả mọi người được tạo ra đều bình đẳng, không phải sinh ra bình đẳng, mà là được tạo ra bình đẳng, và họ được ban cho những quyền bất khả xâm phạm như nhau. Đó là quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Đó là tín điều đã truyền sức sống cho đất nước chúng ta kể từ khi lập quốc, khiến chúng ta trở thành một quốc gia vĩ đại như ngày hôm nay. Và chúng ta đang ở trong thời kỳ khủng hoảng nghiêm trọng, và thế giới thì cần chúng ta phải hùng mạnh. Họ cần chúng ta ghi nhớ tín điều và lời khuyên răn của mình. Tình trạng hỗn loạn và bạo lực đã làm rung chuyển Trung Đông và Đông Âu. Tất cả chúng ta đều biết đến những chiến lược đang được xây dựng ở Ấn Độ, Thái Bình Dương. Đất nước đòi hỏi sự lãnh đạo mạnh mẽ của cơ quan này, và chúng ta không được dao động. Đồng minh lớn nhất của chúng ta ở đó là những nền tảng đã giúp chúng ta trở thành một quốc gia phi thường như hiện nay. Và tôi cũng như quý vị hiện đang là những người thực thi những nguyên tắc đó, những điều đã khiến chúng ta trở thành quốc gia tự do nhất, hùng mạnh nhất, thành công nhất trong lịch sử thế giới, những điều đã khiến chúng ta trở nên đặc biệt. Trong thời kỳ khủng hoảng hiện nay, nhiệm vụ của chúng ta là phải cùng nhau hợp tác như các thế hệ lãnh đạo vĩ đại trước đây đã từng để đối mặt với những thách thức và giải quyết những vấn đề to lớn này. Tôi sẽ kết thúc điều đó. Công việc của Chủ tịch Hạ Viện là phục vụ toàn thể cơ quan lập pháp, và tôi sẽ làm như vậy. Nhưng tôi đã cam kết với các đồng viện nơi đây rằng văn phòng của Chủ tịch Hạ Viện sẽ được biết đến là nơi phân cấp quyền lực. Văn phòng của tôi được biết đến vì các thành viên tham gia nhiều hơn và có nhiều ảnh hưởng hơn đến các quy trình. Tất cả các quyết định quan trọng được thực hiện ở đây một cách có kiểm soát và trật tự.
Chúng ta nợ người dân điều đó, thật vậy. Và tôi sẽ thực hiện cam kết này với quý vị, với các đồng viện của tôi ở phía này và cả phía bên kia. Văn phòng của tôi sẽ được biết đến với sự tin cậy, minh bạch và trách nhiệm giải trình để quản lý tốt kho tàng vô giá của nhân dân. Vì sự trung thực, chính trực vốn là trách nhiệm của tất cả chúng ta tại Hạ viện của nhân dân. Hệ thống chính quyền của chúng ta không phải là một hệ thống hoàn hảo. Mặc dù còn rất nhiều thử thách, nhưng đó vẫn là hệ thống tốt nhất thế giới và chúng ta có trách nhiệm phải bảo vệ. Và cuối cùng, tôi muốn gửi thông điệp với thế giới rằng họ đã chứng kiến cuộc hỗn loạn này trong vài tuần. Chúng tôi đã học được rất nhiều bài học. Và như quý vị đã biết, qua nghịch cảnh càng khiến cho quý vị mạnh mẽ hơn. Và chúng tôi muốn các đồng minh của Mỹ trên khắp thế giới biết rằng cơ quan lập pháp này xin thông báo đã quay lại nhiệm vụ. Hãy khiến những kẻ thù của tự do trên khắp thế giới nghe thấy tiếng nói của chúng ta một cách rõ ràng. Hạ viện của nhân dân đã hoạt động trở lại. Thank you. Thank you. Chúng tôi sẽ thực thi nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ phục vụ quý vị tốt hơn. Chúng tôi sẽ quản lý tốt. Và chúng tôi sẽ khiến cho quý vị phải tự hào về cơ quan này một lần nữa. Chúng tôi sẽ đấu tranh mỗi ngày để bảo đảm đúng điều đó. Tôi mong chờ những ngày sắp tới. Và trong trái tim mình, tôi thực lòng tin tưởng rằng những ngày tươi đẹp nhất của nước Mỹ vẫn đang ở phía trước chúng ta. Xin Thiên Chúa phù hộ quý vị và xin Thiên Chúa phù hộ cho Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị. Thank you. Thank you. Giờ đây, tôi đã sẵn sàng tuyên thệ nhậm chức và xin được mời bậc trưởng thượng của Hạ viện, Ngài Harold Rogers của tiểu bang Kentucky, chủ trì lễ tuyên thệ nhậm chức. Thưa Ngài Chủ tịch chỉ định, xin được chúc mừng kết quả bầu cử của Ngài. Cảm ơn Ngài. Khi các bậc kiến quốc phụ của chúng ta lựa chọn một chính phủ tự trị mạnh dạn, mới mẻ và sáng tạo, các vương triều trên khắp thế giới đã bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc. Họ nói rằng tự trị chỉ là giấc mơ. Các cha già lập quốc của chúng ta đã đáp lại rằng họ nói đúng, đó là giấc mơ Mỹ. Amen. Và giờ đó là giấc mơ của chúng ta. Chúng ta chịu trách nhiệm. Chức vị Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là tiền đồn trọng yếu cho sự thịnh vượng của chính quyền nhân dân. Nếu Ngài muốn thực hiện giấc mơ, nếu Ngài muốn đảm nhận trách vụ to lớn này, xin hãy giơ tay phải lên. Ngài có long trọng thề rằng Ngài sẽ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ, chống lại mọi kẻ thù trong và ngoài nước, rằng Ngài sẽ luôn giữ vững niềm tin và lòng trung thành, rằng Ngài thực hiện nghĩa vụ này một cách tự do mà không có bất kỳ mối lo ngại tinh thần nào, cũng như sự dè dặt hoặc mục đích trốn tránh, và rằng Ngài sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp và trung tín đối với nhiệm sở sắp đảm nhận. Xin Chúa giúp đỡ Ngài. Tôi xin thề và xin Chúa giúp đỡ con. Xin chúc mừng Ngài Chủ tịch Hạ viện.
Quý vị muốn tham gia ngay vào công việc điều hành chứ? Quý ông đến từ Louisiana thỉnh cầu sự công nhận vì mục đích gì? Thưa ngài chủ tịch, nhân tiện thì cách gọi này nghe có vẻ hay đấy. Thưa ngài chủ tịch, tôi đề nghị một nghị quyết đặc biệt thông báo cho Thượng viện về việc bầu chọn Mike Johnson làm chủ tịch Hạ viện và yêu cầu xem xét ngay lập tức. Thư ký sẽ báo cáo nghị quyết. Nghị quyết Hạ viện 810 quyết định rằng một thông báo sẽ được gửi tới Thượng viện để loan báo rằng Mike Johnson, dân biểu của tiểu bang Louisiana, đã được bầu làm chủ tịch Hạ viện. Nếu không có sự phản đối, nghị quyết được chấp nhận và đề nghị xem xét sẽ được trình lên. Quý ông đến từ Louisiana thỉnh cầu sự công nhận vì mục đích gì? Thưa ngài chủ tịch Hạ viện, để thông báo cho Tổng thống Biden về việc bầu chọn Mike Johnson làm chủ tịch Hạ viện, tôi yêu cầu nghị quyết đặc biệt và yêu cầu xem xét ngay lập tức.